bài đọc diễn cảm. Nơi ấy có tia nắng cuối ngày. Tác giả Trần Kiên Giang. Từ lầu 6, tôi có thể nhìn thấy những tia nắng mong manh cuối ngày còn sót lại phía chân trời. Nơi ấy là nỗi nhớ của tôi. Có người mẹ tuổi chưa già, nhưng mái tóc đã hằn nỗi nhọc nhằn năm tháng. Như loài chim di trú, tôi khát khao được bay về nơi ấy cho kịp mùa xuân. Nơi ấy, mẹ tôi hắt hiu như ngọn đèn trong ngôi nhà trống vắng, cô đơn. Tôi biết, giờ này mẹ cũng mong tôi về. Cuối năm, ai lại chẳng muốn con cái quây quần quanh mình trong những giây phút thiêng liêng của dân tộc. Phút giao thừa. Hôm qua, tôi gửi người mang về cho mẹ chiếc áo lạnh. Mùa này quê tôi cũng không còn lạnh mấy, nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ rất vui. Lần trước về thăm nhà, tôi nghe mẹ cứ khen hoài chiếc áo lạnh của Thím Sáu mua ở Sài Gòn. Tôi nghe mà nhói lòng. Cả đời mẹ, tôi chưa từng thấy mẹ mặc áo lạnh bao giờ cả. Quanh năm áo giá. Mẹ là thế, ngay cả khát khao bé nhỏ ấy mẹ cũng dành cho tôi. Trước hôm tôi đi, mẹ bán được mấy ổ gà, định đưa tôi ra bến xe rồi ghé chợ huyện mua chiếc áo lạnh. Vậy mà khi lên xe, mẹ lại dúi cả vào túi tôi. Mẹ thì còn có bà con hàng xóm, còn con bệnh hoạn thì sao? Mẹ lại rưng rưng. Mẹ tôi vốn mau nước mắt. Hình như sóng gió cuộc đời đã làm mẹ trở nên mong manh, yếu đuối, dễ xúc động. Mẹ nuôi tôi lớn lên bằng tất cả tình thương của người đàn bà quá bụa. Tôi lớn lên cùng hành trình tàn phai thời xuân sắc của người. Tôi còn đi học đến hôm nay là hy sinh lớn lao của mẹ. Những ngày giáp hạt, sáng mẹ nhịn ăn để dành cơm nắm cho tôi trưa ở lại trường. Mùa nước nổi, mắt mẹ vàng giọt những lo toan màu vàng qua điên điển. Xót lòng mẹ những bữa canh điên điển, thứ hoa đồng nội có vị đắng đắng. Lâu lâu ăn một lần thì thấy ngon, nhưng ăn hoài trừ bữa thì chỉ có tình thương con mới có được. Tết này, con không về quê mẹ ơi. Tôi thì thầm với mình, với gió, với hành lang hun hút của lầu 6. Bạn bè đã về gần hết, chỉ còn lại những kẻ như tôi. Tiền lương dạy kèm của tôi cũng đủ để mua vé xe về quê, nhưng ra riêng tôi phải lo học phí học kỳ 2, rồi tiền ăn, tiền ở. Tôi cứ nghĩ hoài, hẳn mẹ sẽ buồn lắm khi Tết này vắng con. Nhưng biết làm sao được.